Hoàn thiện con đường tu. 18. Đối với bản thân. Kinh Từ Bi đã chỉ cho hành giả biết phải đối xử với tha nhân như thế nào, phải thương yêu họ như thương người thân. Nhưng kinh này không dạy chúng ta phải đối với bản thân như thế nào dĩ nhiên là ta phải đối với bản thân giống như ta đối với tha nhân vì tất cả chúng sinh ai cũng đều lo cho chính bản thân trước hết nên điều quan trọng là ta cần phải biết vấn đề mình đang đối đầu là gì với sự có mặt của tha nhân ở xung quanh ta có ảo giác mình đang phải đối đầu với thế giới quanh ta trên thực tế chính chúng ta luôn luôn phải đối mặt với tâm bất tịnh hay thanh tịnh của mình tất cả những ngoại cảnh diễn ra quanh ta chỉ là một chuỗi những chất xúc tác làm ngòi nổ cho các hành thế giới quanh ta có thể là các hoàn cảnh kinh nghiệm hay con người mà ta tiếp xúc qua các giác quan một trong những giác quan nhạy bén nhất là tâm với khả năng suy tưởng của nó tiếc thay tâm tưởng lại có khuynh hướng bay khỏi tầm kiểm soát của ta chúng ta thường không để ý đến cái trước mặt mà nghĩ tưởng cái xa vời chúng ta một là lo sợ cho tương lai hai là mong mỏi những điều tốt lành nhất sự mong muốn chỉ là ảo tưởng còn nỗi sợ hãi chỉ là những lo lắng không đâu cả hai đều dẫn đến phiền não rắc rối vì có mong muốn nên ta sinh lòng sợ hãi sợ hãi rằng những mong ước của ta sẽ không thành tựu ngược lại vì sợ hãi nên ta có ước mong mong rằng nếu ta hành động khôn khéo thì những lo âu sợ hãi của ta sẽ không biến thành hiện thực hơn nữa ta còn lo sợ rằng mình không đủ sức chịu đựng những gì sẽ xảy ra cho ta. Do đó ta tự cảm thấy lo lắng bất an. Những khổ thọ mà ta trốn tránh bằng nhiều hình thức như ăn uống, tiêu khiển, chuyện trò, ngủ nghe, đọc báo, xem truyền hình, dùng điện thoại, bất cứ thứ gì trong tầm tay ta. Nếu không tìm được gì ta trở nên trầm uất hay sân giận trên thực tế tất cả những biến thái này đều do tính chất không thể kiểm soát của tâm chúng ta để nó đi tán loạn nghĩ về tương lai với hy vọng và âu lo nhớ tưởng quá khứ với niềm hối tiếc xót thương thay vì tập trung tất cả chú tâm vào những gì đang xảy ra trước mắt chú tâm vào ngay giây phút hiện tại đó là ý nghĩa của chánh niệm khó có thể có được tâm chánh niệm hoàn toàn vì tâm thường lăng xăng nhưng nếu chúng ta hoàn toàn chú tâm ở từng phút giây thì làm sao lăng xăng xuất hiện nhưng chỉ tự nhắc nhở mình phải có chánh niệm không thôi thì chưa đủ ta còn cần phải có các sự hỗ trợ khác biết chấp nhận biết đánh giá cao chính bản thân là một sự hỗ trợ tinh thần không thể thiếu đó không phải là sự tự đề cao liệt kê tất cả những kiến thức mình có giữa hiểu biết đến hành động có thể cách nhau một khoảng xa nhưng nếu ta có thể tự đánh giá được những việc mình đã làm thì rất hữu ích không có gì đáng kể ngoài các hành động của ta những hiểu biết của ta như thế nào không thành vấn đề nhưng những gì ta thực sự làm sẽ đem lại hậu quả nếu cần phát triển cách đánh giá cao về mình ta cần phải nhớ đến những nghiệp thiện của mình ngoài ra ta cũng cần biết tự bằng lòng với chính mình nếu không ta sẽ không bằng lòng với bất cứ điều gì, bất cứ ai hay ở đâu. Trong hoàn cảnh hiện tại, ta đành chấp nhận còn phải bám díu vào cái tôi này, bám díu vào cái vừa là thầy mình mà cũng vừa là kẻ phá hoại mình. Điều quan trọng nhất là ta phải tự bằng lòng với mình để từ đó có thể nhận ra được những bản tính thiện căn bản của nhân loại. Điều này đã được trình bày rất rõ trong Kinh Từ Bi. Kinh nói rằng, chúng ta cần phải biết bằng lòng và dễ dàng chấp nhận. Kinh nói đến 15 điều thiện có thể mang đến cho ta sự bình an. Nếu chúng ta không thể tìm thấy những đặc tính này trong ta thì sự bình an trong nội tâm không thể có được. Biết an vui nghĩa là biết bằng lòng với những gì ta có biết chấp nhận hình dáng cách nói năng cách sống cách xử sự của mình điều ấy không có nghĩa là ta sẽ không phải sửa đổi cho tốt hơn nhưng nếu ta luôn mặc cảm về con người mình thì sẽ ảnh hưởng đến thái độ cách cư xử của chúng ta người ta thường có ước muốn được hơn cái mình có càng bỏ được các ước muốn này ta càng bớt khổ nhưng muốn thực hiện được điều đó ta cần phải biết bằng lòng với cái trước mắt dù cho đó không phải hoàn toàn như ý ta mong muốn chúng ta thường có những mong mỏi đòi hỏi nơi chính bản thân mình và ở tha nhân dù những điều đó không thực tế vì ta thường quên dạng pháp đều vô thường, tất cả dạng vật đều luôn thay đổi. Có những điều hôm qua hoàn toàn đúng, thì hôm nay lại sai. Làm sao để sống an vui trong những hoàn cảnh ta cho là khó chấp nhận? Trước nhất ta phải xét hoàn cảnh đó cho kỹ càng. Tại sao khó chấp nhận nó? Nó sai sót ở đâu? Không thỏa mãn bản ngã chăng? không phải điều ta mong đợi chăng một khi đã hiểu rõ tại sao một việc gì đó không hoàn hảo ta sẽ thấy nó quá nhỏ mọn không đáng để tâm khi có những việc luôn tạo khổ đau trong ta khiến ta không toại nguyện ước mơ thì ta hãy tự nhủ ta rồi cũng chết ta không thể thắng được sự chết tại sao không luôn nghĩ về sự chết? Quán tưởng về cái chết sẽ không mang đến cho ta sự bi thương hay trầm uất, nhưng nó mang ta đến gần hơn với thực tế. Liệu chúng ta có câu có bực bội khi biết mình chỉ còn 10 phút nữa để sống? Nếu thật sự ta chỉ còn sống được thêm 10 phút nữa, thì không ai trong chúng ta còn bực bội khó chịu. Có thể do ghét ta sinh lòng sợ hãi, nhưng tại sao phải ghét điều ta không thể tránh khỏi? Tại sao ta lại phải ghét cái điều chắc chắn sẽ xảy ra, vì nó sẽ xảy ra? Đó là một trong muôn vàng cái vô minh của ta. Bằng lòng cũng hàm chứa ý nghĩa chấp nhận, chịu ơn chính bản thân mình. Khi tất cả mọi thứ quanh ta, dường như đảo điên hỗn loạn, chúng ta vẫn có thể quay về với nội tâm của sự thánh thiện, hoàn mỹ. Nếu chúng ta không có những sự thuần khiết căn bản trong nội tâm thì không có lý do gì để ta tiếp tục tu tập nữa. Tuy nhiên ta có thể nuôi dưỡng dung trồng cho nội tâm trong sạch lớn mạnh thêm và phát triển sự nhận thức về nó. Bất cứ khi nào có khó khăn sợ hãi bất như ý hay khổ đau vì những ước muốn không thành chúng ta đều có thể quay vào bên trong ta nơi an vui trú ngụ chúng ta thường lầm lẫn rằng sự an vui của mình tùy thuộc vào hoàn cảnh hay con người nào đó làm sao nó có thể tùy thuộc vào một điều gì đó bên ngoài chúng ta nếu chúng ta muốn được sự an vui thật sự thì phải tùy thuộc vào những gì bên trong ta như thế ta có thể phát khởi sự an vui liên tục trái lại nếu phải tùy thuộc vào người hay hoàn cảnh để có được sự an vui thì ta có khác nào là nô lệ cho chúng trong khi con đường đạo của đức phật là con đường dẫn tới tự do giải thoát cũng giống như sự an vui lòng biết ơn cũng giúp rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta lòng biết ơn không cần phải nhắm vào một người nào hay một điều gì đặc biệt có thể là lòng biết ơn đối với những duyên nghiệp khiến cho các nỗ lực của ta có được thành tựu hay có được một cơ thể khá tốt nó giúp cho ta không coi nhẹ những gì mình có được người càng giàu sang càng coi những thứ họ có được là chuyện đương nhiên càng có sức khỏe hay nhiều may mắn ta càng coi thường chúng thái độ đó sẽ không giúp ta biết an vui bằng lòng chỉ có lòng biết ơn mới đem đến an vui nếu không có thái độ đúng biết tự bằng lòng biết để lòng thanh thản không vướng bận ta sẽ không tìm thấy tổ ấm dù ở bất cứ nơi nào sự yên ổn tổ ấm là ở nội tâm chứ không phải ở bên ngoài khi ta biết mở lòng ra để có lòng biết ơn cảm nhận bằng lòng với chính mình thì ta có thể tìm thấy tổ ấm dù đang ở bất cứ nơi nào trên trái đất hay trong vũ trụ này một căn nhà chỉ là một nơi chốn với bốn bức tường bọc quanh nhưng một căn nhà lý tưởng thì phải có sự ấm cúng nhất là khi thế giới bên ngoài đầy lạnh giá sự ấm cúng từ đâu ra nếu không từ những trái tim chúng ta đó là nơi ta cần tạo ra sự thoải mái hạnh phúc an bình khó nắm bắt mà ta luôn tìm kiếm trái tim là trung tâm khi mọi việc êm thuận ta coi đó như là chuyện phải thế nhưng khi gặp trở ngại đối đầu với khó khăn thì ta lại quay ra tìm sự giúp đỡ ở bên ngoài ta đâu biết rằng chỉ có thể tìm được lời giải nơi trái tim mình nếu chúng ta đã tạo ra được một nền tảng vững bền ấm áp đầy thương yêu ở nội tâm thì ta luôn có thể nương tựa vào đó phải dựa vào người khác để có được hạnh phúc thì quá dại khờ dựa vào họ để được bảo vệ chở che thì thật kỳ quặc làm sao ta có thể dựa vào họ khi chính họ cũng đang đi tìm hạnh phúc và sự chở che chỉ có những người đã tìm được kho tàng nội tại mới là người đã tìm được mái ấm của mình dựa vào chính hạnh phúc sự chở che của bản thân mới có thể giúp ta chịu đựng được mọi thử thách khó khăn trong đời không có ai trong thế giới tránh khỏi khổ đau nên khi đã có một mái ấm nội tâm ta sẽ biết tìm về nơi đâu trong những khi căng thẳng những căng thẳng này có thể ở mức độ nhẹ, như khi ai đó đòi hỏi mình điều gì hay khi những mong ước của chúng ta không thành hiện thực. Lúc đó ta bước vào mái ấm trái tim của mình, nơi ta sẽ tìm được sự ấm áp, lòng biết ơn, cảm nhận và hoan hỷ. Bằng cách là diệt bỏ tất cả mọi ý tưởng bất thiện để chỉ còn có tư tưởng tốt đẹp, hữu ích, tích cực động lại càng chất chứa nhiều tư tưởng ô uế thì mái ấm trái tim ta càng hôi hám ô nhiễm mỗi khi ta hủy diệt được một tư tưởng bất thiện ta sẽ có thêm sức mạnh để bỏ nó lần sau lần sau nữa bằng cách ấy ta đã tự dọn sạch ngôi nhà tâm của mình mỗi ngày ta đều quét phòng quét ngõ Hãy quét dọn tâm ta mỗi ngày như thế. Mỗi khi ta dọn sạch cái gì, một khu vườn có dại, một nhà bếp, quần áo dơ, ta cũng nhớ để dọn sạch tâm mình cùng lúc. Khi tâm ta đã thanh tịnh, bền dững, ta sẽ tràn đầy tình thương cho chính mình, cho mọi người xung quanh. Lúc đó ta không cần cố gắng để thương yêu tha nhân. Lòng thương đã thành quán tính do ta biết yêu thương chính bản thân mình. Nhưng đó không có nghĩa là tự dễ dãi với chính mình mà chỉ là sự dung trồng tình yêu thương cho bản thân để rồi ta có thể dễ dàng yêu thương người khác tha nhân cũng được hưởng lợi lộc do sự vững chãi của chúng ta ta là cái neo là hòn đá để cho người khác tựa vào vì dù cho có gì xảy ra chúng ta vẫn luôn cứng rắn không lung lay khi tình thương sự vững chắc đầy trong tim thì sự hành thiền của ta cũng được tốt đẹp và cuộc đời ta cũng thay đổi. Chúng ta sẽ cảm giác giống như trước đó, cuộc sống của ta không trọn vẹn. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy toàn vẹn hơn, giải thoát hơn. Và cuộc sống thánh thiện đâu có gì hơn là được sống trọn vẹn, tràn đầy. Mười tình thương yêu bạn có từng nghe nói đến tình thương yêu chăm sóc chưa trẻ em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu tình thương yêu chăm sóc cả chúng ta cũng thế khi trẻ thiếu tình thương yêu chăm sóc thì dù có được nuôi bằng thực phẩm dinh dưỡng tuyệt hảo nhất được chữa trị bằng các loại thuốc hay nhất cũng không thể lớn lên một cách bình thường các mối liên hệ giữa con người với nhau cũng lụi tàn nếu thiếu tình thương yêu thiền cũng không là một ngoại lệ thiền định khó có thể phát triển nếu thiếu tình thương yêu chăm sóc trước hết chúng ta cần phải thương yêu chăm sóc tâm mình đừng để nó biến thành một chú bò hoang lạc vào thành phố mà chỉ cần một hành động theo bản năng không kiểm soát là sẽ tạo ra bao hỗn loạn những hành động thiếu chánh niệm dù rất nhỏ cũng là biểu hiện của sự thiếu thốn lòng thương yêu bất cứ khi nào ta không giữ được các giới luật dù là trong những điều tưởng như rất nhỏ nhặt cũng chứng tỏ là ta đã không biết thương yêu chăm sóc chính bản thân các giới luật không phải tự nhiên mà được bày ra mỗi giới luật đều được đặt ra vì một mục đích mục đích chính của các giới luật là để giúp chúng ta khỏi chìm đắm trong những lo nghĩ tầm thường để quay vào quán sát nội tâm mình nếu ta coi thường một giới luật nào đó thì công phu tu tập thiền của ta sẽ bị gián đoạn dù là một lỗi nhỏ trong giới luật cũng thế cũng chứng tỏ là ta đã để tâm chạy theo tập khí không dân lời, dễ dãi của ta. Tâm đó sẽ không phát triển được tình thương yêu đối với tha nhân. Do đó, thiền định của người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì nếu suốt ngày ta để tâm tán loạn, thì làm sao ta đòi hỏi nó phải biết chú tâm trên chiếu thiền. Công phu tu tập thiền của ta chỉ có thể đem lại kết quả nếu như ta có thể làm chủ được tâm Sử dụng tâm đúng đắn trong ngày và có lòng tin yêu chăm chút đến sự hành thiền của bản thân. Khi ngồi xuống chiếu thiền trong một tư thế đỉnh đạt với một tấm lòng thương yêu đến với tất cả chúng sinh. Nghi thức hành thiền ở một số nơi là trước khi ngồi xuống, thiền sinh cúi lạy trước chiếu thiền của mình cũng như người ngồi đối diện cử chỉ lịch sự đó biểu lộ lòng cung kính và quan tâm đối với người và vật quanh mình với tất cả những gì ở trong tầm quán sát của ta chúng ta cũng có thể hướng những tư tưởng thương yêu trân trọng đến với hơi thở của mình trước khi bắt đầu thiền quán tâm nghi hoặc trách cứ chống đối lo âu hay xét đoán khó có thể trụ trong thiền quán không chỉ vì đã ngồi xuống chiếu thiền là chúng ta sẽ có thể chấm dứt buông bỏ được chúng chỉ có một phương cách duy nhất để ngồi thiền cho tốt là hãy dẹp bỏ những lo nghĩ tầm thường thế tục thiền là một hoạt động tâm linh siêu việt không thể chấp nhận các tâm tràn đầy thế tục khi mà những lăng xăng lo nghĩ về chuyện thế tục còn quyến rũ được ta còn đem đến cho ta lạc thú thì ta không thể nào đạt được tâm siêu việt trong ngày mỗi khi các tư tưởng thế tục khởi lên ta cần quán sát xem chúng có bao giờ đem đến cho ta những niềm vui thường hằng không nếu câu trả lời là không thì ta có thể dễ dàng buông bỏ chúng dù làm bất cứ công việc gì ta cũng có thể coi đó là một cách để thực hành thiền nếu như ta làm với tâm hoàn toàn chánh niệm chỉ chú tâm vào việc trước mắt và buông bỏ tâm phân biệt phán đoán ta không cần phải xét xem công việc đó có cần thiết có quan trọng không có khó khăn phức tạp hay nhàm chán điều duy nhất ta cần làm là chú tâm vào công việc trước mắt và hãy thương yêu chăm sóc bản thân vì đã đang cố gắng hết sức mình ví dụ như công việc dọn dẹp vệ sinh nếu chúng ta có thể làm công việc đó với sự cẩn trọng chăm chút cũng như với tất cả những công việc hàng ngày khác thì khi ngồi xuống chiếu thiền ta cũng có thể hành thiền với cùng tấm lòng thương yêu chăm chút đó hai việc làm này thì có khác vì nhau. Tâm ta đã chất chứa bao thói quen từ nhiều kiếp. Ta có thể nhận biết được chúng để thay thế những cái xấu, cái dở bằng những cái hay hơn, tốt hơn. Chúng ta có thể làm được bằng tình cảm thương yêu, phục vụ người khác. Chúng ta có thể tự nhắc nhở mình nhớ đến những đau khổ của nhân loại nhớ đến tính vô thường của dạng vật. Nếu ta có thể luôn tưởng nhớ đến những lời dạy này trong tâm, tức là ta đã dẫn dắt tâm đi đúng hướng, giúp nó thoát ra khỏi được những lối mòn xưa cũ. Khi hành thiền, nếu ta có được cảm giác thích thú, thì công phu đó mới có kết quả, nếu không thì ta khó có cơ hội thành công lòng nghi hoặc chán ghét hay thờ ơ lãnh đạm đều cản trở con đường ta đi vì thế khi đã quyết thực hành thiền ta cần phải chọn thái độ đúng đắn với trí tuệ và lòng từ bi đối với bản thân tâm ấu trĩ chưa trưởng thành thì cũng giống như một đứa trẻ nó cần được dẫn dắt cẩn thận khi chúng ta còn chưa đạt được giải thoát niết bàn ta còn cần phải chăm sóc cái tâm mong manh dễ dở của mình. Chúng ta không nên ô nhiễm nó bằng lòng sân hận, chống bán, ghét bỏ, lo âu, sợ hãi hay nghi hoặc mà ta cần phải chấp nhận mọi khía cạnh cuộc đời dù đó là điều ta mong muốn hay không trông đợi. Nếu ta không chăm sóc tâm kỹ lưỡng, nó sẽ ngừng phát triển trong khi ta tu tập thực hành là chỉ để tâm được phát triển trưởng thành tâm trưởng thành không tùy thuộc vào tuổi tác nhưng tùy thuộc vào sự tu tập thực hành của ta trên chiếu thiền cũng như ngoài đời làm sao mà tách hai thứ ra được chứ nếu không dốc cả tâm trí vào chuyện mình đang làm là ta chưa thực sự nỗ lực hết mình không thể có chọn lựa nếu ta chỉ chọn thứ này và bỏ qua thứ khác ta đã tạo nên sự chia sẻ chúng ta không được lựa chọn người để thương yêu không được lựa chọn giáo pháp để nhớ hay giới luật để giữ mỗi khi ta chống đối bỏ qua hay lơ là với một ai với điều gì đó ta đã cản trở việc hành thiền của mình phải thương yêu tất cả mọi người phải chú tâm đến tất cả mọi công việc phải làm, phải giữ tất cả mọi giới luật. Nếu ta không thể dốc tâm vào một việc, một cách tuyệt đối, thì tâm ta chỉ có thể hành động nửa vời. Có thể nó chỉ chịu được 20 phút hành thiền đầu tiên mà chến mãn với 40 phút còn lại. Có thể nó chỉ thích chú tâm vào hơi thở và không thể chịu được khi có ai gây ra tiếng động một buổi hành thiền tốt đẹp là một khích lệ nếu không muốn nói là động lực nếu tôi có thể sống tốt đẹp trong ngày tôi sẽ hành thiền tốt tối nay không ai biết tâm hoạt động như thế nào chỉ biết là nó diễn tiến đúng như thế tâm là dụng cụ duy nhất khiến mọi thứ đều là điều có thể từ những ước muốn hành động thấp hèn nhất đến những ý thức cao cả nhất ta cần phải nhớ như thế để thương yêu chấp nhận tất cả những gì xảy ra như một phần trong quá trình tu tập thực hành nếu chúng ta thích thở thì ta dễ dàng trụ vào đó những gì ta thích có khả năng làm sức hút những gì ta không màng đến không tạo ra hứng thú gì trong ta vì thế ta có thể quan tâm đến hơi thở của mình vì đó là chủ đề quán tưởng của ta hay chủ tâm đến tọa cụ vì nó nâng đỡ ta khi ta ngồi thiền chúng ta cũng cần để tâm thương yêu người ngồi thiền quanh ta và thọ ơn họ tình thương yêu chăm chút có thể khiến mọi thứ đều đơm hoa kết quả từ những hạt mầm nhỏ bé đến tâm chứng đạt thiền quả rộng lớn hoàn toàn buông bỏ ngã chấp hai mươi hãy làm điều khó có thể làm được chúng ta thường tự hạn chế trong nhiều công việc bằng cách nghĩ rằng việc này việc nọ không thể thực hiện được hay khả năng chúng ta chỉ có giới hạn, nhất là trong lĩnh vực tâm linh. Thật ra, nếu chúng ta có thể bỏ qua ý nghĩ về công việc khó khăn không thể thực hiện, bỏ qua những đắn đo dụng vặt, cái ta thích hay không thích, những lo âu sợ hãi bất mãn, chúng ta có thể tiếp thu được bao bài học mới. Chúng ta thật sự chỉ biết rất ít về những gì hiện hữu trên thế giới những gì chúng ta cảm nhận được qua các giác quan chỉ là một phần rất nhỏ trong cái tổng thể các chú ông có thể nhìn thấy được ánh sáng của những tia cực tím trong khi ta không thấy được các con chó có thể nghe được những âm thanh mà tai ta không thể nào tiếp nhận đó là những sinh vật kém hơn ta nhưng đã có những giác quan vượt trội hơn ta và đó cũng chỉ là một vài ví dụ trong biết bao điều có thể xảy ra trong vũ trụ mà ta không hề biết tới sự thiếu hiểu biết khiến chúng ta tự hạn chế mình biết bao chúng ta cảm thấy gần gũi với các phát minh tiến bộ khoa học hơn là những tiến bộ tâm linh Mọi người đều được hưởng ích lợi từ các tiến bộ khoa học. 50 năm trước nói đến việc lên mặt trăng là điều không tưởng, là một trò đùa. Nhưng nếu các nhà khoa học không nghĩ điều đó có thể thực hiện được, họ đã không tìm tòi nghiên cứu để cuối cùng làm ra được các hỏa tiễn phóng lên cung trăng. Vậy mà bây giờ, chưa hết một đời người, ta đã coi việc thám hiểm không gian là điều tự nhiên một điều tưởng chừng không tưởng đã thành hiện thực những điều tương tự cũng có thể xảy ra trong lĩnh vực tâm linh và thiền định không ai có thể giới hạn những gì ta có thể đạt được trong thiền định trong việc dung trồng ngôi vườn tâm linh hay lòng tin của chúng ta không có gì có thể ngăn trở chúng ta thực hiện điều gì trừ sự ngăn trở từ chính chúng ta khi nghĩ rằng có bao chướng ngại không thể vượt qua đang bủa dây ta nhưng nếu ta có thể thay đổi cách nhìn dám nghĩ đến những điều chúng ta có thể thực hiện được thì không tưởng có thể trở thành hiện thực trong cuộc đời cũng như trong thiền định không có gì vượt quá khả năng của ta ta có thể nhiếp tâm đi sâu vào nhiều trạng thái thiền định một khi ta đã có thể vượt qua những chướng ngại chúng ta cần biết chấp nhận những gì đang có biết từ bỏ những thói quen cũ biết tùy duyên biết buông xả là những yếu tố quan trọng giúp ta thiền quán thành công chúng ta nương theo hơi thở buông bỏ những suy nghĩ theo thế tục là những suy nghĩ tự nó cũng không thật trong khi sự thật là vô thường khổ và vô ngã tất cả những thứ khác chỉ là tư duy ý kiến cá nhân nếu tâm ta luôn chứa đầy tất cả những gì ta đã suy nghĩ đã nói năng trong ngày thì còn chỗ nào cho sự nhiếp tâm cho thanh tịnh và tri kiến nếu ta cứ để tâm luôn phóng theo điều này ý nọ thì làm sao ta có thể đột nhiên bắt nó ngưng lại mỗi khi ngồi xuống chiếu thiền có thể chẳng bao giờ chúng ta giải thích được nhưng chính lòng thiết tha được đạt đạo sẽ hướng dẫn chúng ta tìm đến sự hoàn mỹ nếu không có lòng thiết tha này ta sẽ không bao giờ có thể chịu đựng nổi những đau đớn khó chịu nơi thân mà tiếp tục hành thiền không cần ai phải nhắc nhở ta vẫn biết rằng có nhiều thứ ta chưa được nếm trải trong cuộc sống ta tự biết rằng còn có sự thanh tịnh bình an sâu thẳm của nội tâm mà ta chưa đạt đến được chúng ta cần phải phát huy tâm tối đa cần đạt đến một thế giới hoàn toàn khác nơi mà tất cả những lo toan của cuộc sống thế gian không có mặt nói thế không có nghĩa là ta phải dẹp bỏ tất cả mọi công việc bổn phận trách nhiệm hay sinh hoạt hàng ngày của mình nhưng ta không được để chúng ảnh hưởng đến ta Chúng ta vẫn có thể tiếp tục chăm sóc hoa cỏ trong vườn, vẫn nấu ăn, may mặc, làm việc. Đó là những việc cần phải làm trong cuộc sống. Chúng ta vẫn làm như thường nhật, nhưng hãy giữ tâm trong sáng không dướng mắt. Hãy để tâm không buồn giận, thắc mắc hay buông lung. Kinh Đại Phước đã diễn tả các vị A-la-hán như sau. Dù ở trong cuộc sống thế tục, tâm của các vị không hề bị ô nhiễm, không dướng bận, không lo buồn, luôn vững chãi, đó là những phước báu cao cả nhất. Điều đó không có nghĩa là ta không được để tâm đến chuyện thế tục, nhưng phải có tâm phóng khoáng, không bị chướng ngại, ta sẽ có cái nhìn nội tâm hoàn toàn khác với người đời có được cái nhìn đó đòi hỏi nhiều công sức vì chúng ta cần có khả năng xả bỏ mọi thứ có thể chúng ta cũng nghe tiếng pháo nhưng xả bỏ không nghĩ đến tiếng pháo muốn làm được như thế cần phải có sức mạnh tâm linh một ý chí cứng rắn do đó ta cần phải phát triển những sức mạnh đó và cả lòng tha thiết tin cậy vào sự tu tập của mình. Nếu không, ta chỉ lãng phí thời gian và sự hành thiền của ta cũng chỉ là hy vọng, cầu mong. Khi diễn giải về các trạng thái thiền định, trana, Đức Phật luôn nhắc đến tâm thanh tịnh. Sự thanh tịnh là để bảo vệ, gìn giữ tâm tạo cho tâm một không gian để phát triển rộng mở nếu không được che chở để có thể phát triển trưởng thành tâm khó có thể nở đóa hoa hữu ích chúng ta cần chăm chút cho nội tâm bảo vệ nó như một viên ngọc quý để nó không bị trầy xước sức mẻ người ta khó có thể thiền định với tâm ô uế không tròn vẹn nếu ta bảo vệ được tâm không khởi ác, tránh xa những hành động xấu không cần thiết, thì việc hành thiền của ta trở nên dễ dàng hơn. Đối với thân, ta cố hết sức mình để bảo vệ nó, để nó không bị phỏng, bị đánh, bị thương, bị đau đớn. Khi tai nạn xảy ra, ta vội vã cấp cứu, đi bác sĩ, bệnh viện, nhưng lại để tâm ta bị đun nóng trầy xước bằng ngã chấp, ngã sở, để nó bị uế nhiễm với những tư tưởng thế tục của yêu, ghét, nóng giận, hờn lẫy. Những suy nghĩ này làm ô nhiễm sự trong sạch của tâm, và khi ta tiếp tục làm tổn thương nó nhiều lần, điều này không ngoại trừ ai thì những vết trầy xước sẽ thành những vết sẹo sâu, khó lành. Những vết sẹo này là bằng chứng của các khuyết tất của ta. Tâm ta là viên ngọc quý, đẹp đẽ trong suốt, làm đầy xước tâm sẽ chỉ mang đau khổ đến cho ta. Nhưng chỉ có ta mới có thể bảo vệ được tâm mình, chỉ có ta mới ngăn được các tư tưởng ô uế không làm trầy xước sự trong sáng như viên đá quý của tâm. Khi chúng ta đã thực sự tu tập để có được nội tâm thanh tịnh, chúng ta không cần phải đổ thừa hoàn cảnh bên ngoài để biện minh cho các hành động của ta. Tự chúng ta phải là người bảo vệ dung trồng tâm. Tâm ta ví như một cánh đồng bao la, chưa được khai khẩn gì, ngoài một vài hạt giống đã được ươm mầm, một vài trầy xước tạo nên những rãnh sâu. Khi chúng ta đã tìm ra được các hạt giống tốt, ta sẽ bắt đầu dung trồng. Nuôi dưỡng, dung trồng tâm, đòi hỏi thời gian, lòng kiên nhẫn, thiện nguyện và quyết tâm. Nếu không nuôi dưỡng tâm, ta sẽ không tiến bộ sẽ mãi ù lì trong một hoàn cảnh sẽ chỉ có suy tưởng mà không có thiền định chúng ta sẽ tiếp tục bực tức vì đủ mọi thứ chuyện mà đôi lúc khi nhìn lại ta thấy thật là nhỏ mọn chúng ta hoàn toàn lơ là lãng quên sự hiện hữu toàn diện sự chế ngự của thần chết sự giác ngộ của tâm không phân biệt và sự giải thoát khỏi những khổ đau là điều có thể thực hiện được. Tâm mà chỉ chú trọng đến những vấn đề thế tục tầm thường là tâm nhỏ hẹp, thường có những cái nhìn nông cạn. Chúng ta cần có tâm nhuần nhuyễn, dễ uốn nắn, có thể chấp nhận mọi hiện hữu. Qua bao nhiêu kiếp, năm này qua năm nọ, ngày này qua ngày kia, chúng ta đã rập khuôn tâm theo những quy trình của thế tục nhưng ta không thể tiếp tục như thế mãi chúng ta may mắn đã có đầy đủ khả năng để tự lo cho bản thân có khả năng làm việc kiếm sống chúng ta không cần phải phát triển những khả năng này thêm nữa giờ là lúc phải rèn luyện tâm giải thoát dẹp bỏ mọi trở ngại để dẫn ta đến hạnh phúc bình an không giới hạn Điều cần nhấn mạnh ở đây là sự buông xả. Khi tất cả mọi suy nghĩ, vọng tưởng khác đã được buông bỏ, trí tuệ sẽ phát sinh, sự bình an sẽ tràn đầy trong trái tim ta. Sự phiền muộn, đau khổ, than thở đều là cấu uế. Không có lý do gì phải ở trong những tình trạng đó khi đức phật sắp niết bàn ananda thị giả của ngài chỉ mới đạt được quả tu đà hoàng là đạo quả thấp nhất trong bốn quả dự lưu ananda không giấu được nỗi khổ đau trong khi các huynh đệ tất cả đã đạt được quả vị a la hán chỉ ngồi im lặng chấp nhận sự việc sẽ xảy ra đức phật gọi ananda đến và hỏi ông tại sao thầy than khóc thầy khóc vì cái thân xác già nua đáng bị vứt bỏ này sao thầy ananda trả lời con khóc vì sắp mất một người thầy người đã tận tụy chỉ cho chúng con con đường phải đi đức phật đáp ta đã chỉ cho thầy tất cả những gì cần làm để đạt được giải thoát không còn gì phải thắc mắc thầy chỉ cần tinh tấn tu tập đức phật muốn truyền dạy một điều rằng chúng ta không cần phải lo lắng về những lựa chọn của mình chúng ta thường lãng phí thời gian để tìm xem tu hành cách nào thì tốt nhất điều đó dẫn đến những tranh luận bàn cãi nghi ngờ làm lãng phí năng lực đáng lý ra ta có thể dùng cho tâm linh một cách hữu ích hơn nếu chúng ta ngồi xuống gối thiền với tâm của một đứa trẻ thơ ta sẽ thấy có thể dễ dàng quên thế giới bên ngoài hơn đôi khi đối với những việc chừng như không thể thực hiện được ta cần có lòng tin của một đứa trẻ trẻ con tin vào ông già noel vào các truyện thần tiên vào những sinh vật bé nhỏ vào tất cả những thứ dường như không thể có. Đó là lòng tin ta cần có khi tu thiền. Ta cần tránh nghi ngờ, tránh tìm những câu trả lời hợp lý, tránh tỏ ra mình thông thái. Chỉ có trí tuệ thật sự mới đáng kể, và điều đó thì chỉ có thể xuất phát từ một trái tim vô nhiễm. Thật sự, không có gì quan trọng để ta phải ghi nhớ cả nếu có gì quan trọng ta có thể viết xuống để ghi nhớ xong rồi thì hãy trở về với hơi thở với sự chú tâm vào giây phút hiện tại khi chúng ta có thể bắt đầu hành thiền với tâm hoàn toàn cởi mở không bị chi phối bởi thế giới bên ngoài với lòng tin rằng ta có thể làm được điều đó thì tâm ta cũng sẽ hưởng ứng theo một cách tích cực như thế, từ đó ta có thể bước vào thế giới của cảm thông, chánh niệm, có thể phát triển những khả năng cần thiết cho cuộc sống tâm linh. Thêm nữa, chúng ta cần hoàn toàn tin tưởng vào tâm thanh tịnh của chính mình mà không cần phải giày dò tự vấn hay mong chờ thái quá đôi khi ta có thể nghi ngờ khả năng của bản thân của người xung quanh như thầy ta các giáo lý hay cách thức tu hành trong vô thức hình như có tiếng nói tôi có thể làm tốt hơn nếu thế thì hãy bằng mọi cách làm tốt hơn hãy tự tin và trân trọng những nỗ lực của chính mình thiền có thể là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến cho ta nhưng chính ta phải có sự nỗ lực riêng giáo lý của đức phật đi vào ngõ ngách tâm hồn của con người một cách thâm sâu tâm bình thường khó có thể nắm bắt hết mọi ý nghĩa của phật pháp trừ khi tâm của ta cũng trở nên siêu việt qua thiền định nếu không chúng ta chẳng bao giờ hiểu được hết những diệu pháp của đức phật tâm bình thường không có chiều sâu không đủ uyển chuyển phóng khoáng để chấp nhận trí tuệ siêu việt đó hoàn toàn nhập thiền định là cứu cánh đưa ta tới mục đích của giác ngộ nếu tâm tán loạn không thể trụ vào đâu thì khó có thể đạt được giác ngộ tâm sẽ tiếp tục bị chi phối u độn trở ngại bởi những thử thách khi nào chúng ta có thể điều khiển tâm bất cứ lúc nào theo ý ta muốn chỉ khi đó ta mới có thể phát huy tột bậc tất cả những khả năng của mình chỉ có lúc đó thì bao đau khổ vô thường ngã đều trở thành một thực tại nội tâm chỉ trừ khi mọi phản ứng mọi chướng ngại đã được diệt trừ khỏi tâm thì mới có chỗ cho những khám phá nhận thức mới thành hình trong tâm sự hiểu biết phật pháp của chúng ta bị trở ngại bởi chính những rào cản do chính ta dựng nên thiền định giúp chúng ta phá bỏ những rào cản đó rộng mở những chân trời mới cho ta đào sâu thêm những nhận thức của mình chúng ta cũng có thể đặt niềm tin vào những điều không có thể như trẻ con vẫn làm và hãy tin tưởng vào mầm giác ngộ đã có sẵn trong tâm ta